Lời nói đầu tiên á, thì cho Long xin gửi lời chào đến toàn thể anh em yêu thích bộ môn dân gian đam mê yêu thích chơi môn gà chọi. Thì bữa nay có nhận được một cái comment hỏi mình chơi gà nòi lâu chưa ha. Rồi ba cái dãy đó thì có cản được cựa gà không? Vậy đầu tiên mình nói với anh em vậy nè, bạn đã chơi bằng gà bằng áo giáp chưa? Áo giáp còn không cản được cựa địch nữa nha bạn. Cái môn chơi gà có tổ lớn lắm nha bạn. Nói với bạn vậy ha. Bạn thấy cảnh mà dân chơi mà cầm bốn con gà bằng áo giáp đi ra đá gãy giò với té lóng không? Bạn thấy chưa? Bạn đã từng trải nghiệm chưa? Còn cái kênh này của tôi hình thành lên đó là do một số anh em yêu thích tôi ta yêu cầu tôi lên tôi chia sẻ để cho người ta thêm kiến thức người ta chơi. Còn bạn đừng có hỏi là tôi chơi bao lâu ha. Cho dù một cái người mới chơi gà 1-2 tháng, 1-2 năm, người ta giỏi tôi cũng tôn trọng người ta nữa. Tôi thích học những cái hay của người ta. Bạn không thích giải di bạn có quyền không xem kênh đó, tôi đã chia sẻ là giải di mà tôi có nói tựa đề mà rõ ràng mà, đúng không? Ừ. Rồi bạn dòm lại đi, bạn bán gà rồi bạn có nói gà bạn dễ đẹp không? Không chơi giải di nói dễ đẹp làm gì, nói gà tôi dễ xấu quá. Mà tôi đâu có chia sẻ riêng về một cái khía cạnh là dãy đâu, tôi nói tướng tá nữa. Mà tại tướng thì mình nói gọn gàng, có con cá xúc tích là xong rồi. Dãy nó tới 100 mấy chục loại dãy, nhưng mà tôi tổng kết những cái dãy chơi hiệu quả, đúng không? Kênh này của tôi hình thành, tôi làm là mục đích của tôi là chia sẻ về kinh nghiệm nuôi thuốc men ha, cho những anh em của tôi xa. Cứ người này cũng hỏi người kia cũng hỏi thì tôi sẵn tôi làm để anh em ta dở ra người ta coi ha. Bạn biết có những người người ta nuôi gà mà kinh nghiệm của người ta cũng giỏi nữa nha, mà người ta còn nể phục về cách chia sẻ thuốc của tôi ạ. À. Rồi á, có những người á, người ta ở tuổi bậc cha chú tôi á, 60 mấy 70 tuổi á, ha, người ta còn nể phục tôi, người ta kêu là con hay quá, chú chơi chú còn không ai thấy không bằng con, hỏi con chia sẻ nhiều nhiều cho chú biết chơi ha. Anh em bạn bè tôi á, người ta đá tiền sỉ á, tiền tê có ha. Bạn đừng có hỏi là vấn đề là tôi chơi bao lâu, tôi chơi bây giờ tôi chơi chơi 1 tháng đi chăng nữa, nhưng mà tôi giỏi thì người ta vẫn tôn trọng tôi, người ta yêu cầu tôi chia sẻ. Kênh này của tôi làm là mục đích là chia sẻ ha, tôi chia sẻ lên cho anh em người ta chăn nuôi ta đỡ gặp trục trặc khó khăn ha. Về thuốc men, bạn hỏi tôi nuôi bao nhiêu năm rồi, bạn nghĩ tôi ở đây của tôi là một mẫu mấy đất gà nó đi ăn chạy, tôi đổ 40-50 con gà mái, không có một con gà tơ úp ngoài bội để mà bán, không có một con gà cứng, thì bạn biết tôi phải bán gà như thế nào rồi, tôi chơi ở trình độ nào rồi. Còn con người chơi tôi nói bạn cái môn gà này chả ai hay đâu, nó hẳn thời ăn à, không thời đổ đít đó. Là tôi nói bạn mấy anh em đi muốn né hết à, ai cũng vậy hết đó. Đừng ai giữ ngực xuất tên cái môn gà này ha. Còn bạn nói có cản thì không, tôi không biết cản hay không, nhưng bạn đã từng thấy con gà ăn 20 mấy cái người ta đá lăn lóc đây 10 năm nó đá sổ 20-30, người ta đá lăn tới lăn lui. Tôi không nói chuyện mấy chục năm trước, tôi nói khoảng đây 10 năm thôi ha. Rồi một con gà đá 18 cái ha, là cái lưng của nó là nhuốm máu 18 cái trên lưng mà chưa ai ăn nó được con nào ha, đá tới chết thôi, bệnh chết thôi. Con gà mà người ta đá nó lăn tới lăn lui, lăn tới lăn lui luôn, không đá người ta nào mà nó dở dò là hồi chết đó. Rồi tôi hỏi bạn ấy cái nào mà nó cản cái đó, phải cái huyền bí trong con gà không, cái gà linh kê của người ta không các bạn,
bạn chơi bạn biết được bao nhiêu. Đó, tôi nói thiệt, cái này không phải là tôi ấy, nhưng mà tôi ngồi tôi nói chuyện để cho anh em chia sẻ cái hay. Bạn cứ có cái hay bạn chia sẻ tôi học, tôi không có bài xích. Đó, tôi chia sẻ những cái này là những cái kinh nghiệm vốn quý tôi chơi, tôi chia sẻ cho anh em bạn bè của tôi, ai thích ai có đam mê thì cứ xem vào xem học hỏi. Tôi chia sẻ về bệnh tật thuốc men, tôi có đăng kênh tôi bán gà nào đâu. Mà đừng hỏi tôi chơi bao nhiêu năm, 6-7 tuổi tôi ôm gà tôi chơi rồi. Tôi không phải dân ở xứ Bến Tre này nữa, tôi nhà tôi ở Sài Gòn, tôi cũng có công ty cửa nhựa lõi thép, tôi cũng làm ăn, tôi không thích giờ đổ gà chơi gì đó. Ở đây tôi là một mẫu sầu riêng, đất gà tôi ăn đây một mẫu mấy hai mẫu. Mà mấy kinh tế chính của tôi nuôi một vợ ba đứa con nhỏ, tôi đẻ đứa con năm mấy đẻ đứa mà tôi nuôi tụi nó ăn không thiếu gì hết. Nhưng mà kinh tế của tôi bạn mới biết rằng là cái gì không, kinh tế chính là cái gì không, gà. Còn đừng hỏi tôi, đệ tử tôi 40-50 tuổi có, 30-20 có. Còn cái môn cờ bạc này không hay, ai chơi bền, ai chơi thắng bao nhiêu là hay. Bạn có tiền nhiều bạn đá nhiều, bạn có tiền ít bạn đá ít, bạn đừng có khinh cái người đá 500 không? Thiệt, tôi thiệt bạn luôn, bây giờ ra trình độ của tôi ra mà giám đốc nhà xưởng là người ta mướn rồi, bằng đại học quản lý nhà hàng khách sạn. Tôi cũng làm trong khách sạn 5 sao mà tôi không thích. Mở công ty tôi làm thì tôi cũng không thích nữa, tôi không đam mê, tôi chỉ thích nuôi gà thôi. Mà tôi nói thiệt bạn, tôi chơi cũng đủ rồi, tôi chơi nhiều năm rồi. Bây giờ tôi thích thì tôi ra tôi đá cái chơi mấy chục chơi vậy thôi. 500 cũng đá, 1 triệu cũng đá, mà đá mấy chục cũng đá, mà đá chơi, đá vui, đá giải nghệ, giải trí bằng nghệ chơi thôi. Bây giờ tôi đổ là anh em ta chơi không? Bạn chơi mà khi nào bạn có những anh em bạn bè của bạn người ta đồng hành cùng bạn ha, người ta chưa thấy con gà bạn sổ bao giờ ha, mà người ta thấy bạn cầm con gà ra túi người ta dám chơi. Người ta chỉ biết bạn cầm con gà ra bạn chơi thôi ha. Và bạn thấy người ta nhìn mặt của tôi đá tiền bao nhiêu để người ta đá theo chưa? Còn tôi không nói hay, cũng không muốn hơn thua ai, cũng khỏi ai rủ tôi chơi hay là gì hết, đó là chuyện tôi chơi bản thân tôi đó. Tôi ở đây gần xứ gà, tôi là xứ gà ha, mà cũng gần nhiều trại lớn lắm, những trại lớn có tiếng tăm trong thế giới anh chơi lớn người ta chơi lắm ha. Anh em bạn bè tôi cũng chơi với mấy những trại lớn người ta cũng chơi, mà có ăn thua qua lại hết, cờ bạc không ai thắng hoài đâu bạn ha. Còn bạn đừng có hỏi hay là gì hết. Ví dụ như tôi lên clip con gà mái đó, bày của nó mấy anh em của nó hả, là đá ăn tê không á, chứ không phải đâu. Mà gà đó là gà giạc không á, tôi nói với anh em vậy, gà tôi giạc hay tôi đưa đệ tử tôi, đệ tử tôi nó giao lại cho mối của nó, rồi mối nó giao cho tay chơi lớn ha. Người ta gọi bằng cậu á, nói vậy cho bạn biết luôn, cái bài lên tới chiếc cậu rồi đó. Người ta chơi với bọn thắng á, chơi tôi nói thiệt anh em, chơi tôi thích học thì tôi, thì bạn thấy cái hay của tôi bạn cứ học, bạn đặt cái câu hỏi gì bạn sao bạn biết. Bây giờ tôi lên tôi làm kênh tôi chia sẻ, bạn cứ chia sẻ giống như tôi đi, thuốc men chăn nuôi gà cho anh em ta nuôi mau mắn khỏe mạnh đi đó. Con gà nó có tướng tá, bạn có bao giờ nói con gà tôi xấu, tướng xấu, mặt mày không sang, vậy gì xấu, mà bổn tôi tốt,
bạn ra bạn bán người ta thử mấy chục đi. Bạn thấy tôi có đăng con gà nào tôi bán không? Mấy gà tơ ở trong đó của tôi chưa sổ bán tiền chục trở lên không? Bán tiền chục đó, nó thẳng với bạn luôn đó, tại vì anh em người ta bắt nhiều đó. Tôi để hữu nghị chơi đó. Bán gấp đôi anh em tôi cũng mua nữa chứ có nói. Bạn chơi à, chưa gì bạn nói chơi bao nhiêu năm. Tôi chơi từ nhỏ tới lớn luôn, 6-7 tuổi tôi ôm gà tôi chơi rồi đó. Cờ bạc là 13 tuổi bước ra đường chơi rồi đó. 20 tuổi, không tới 20 tuổi là bước về xứ Bến Tre đi mua gà bán rồi đó. Còn tôi chính thức tôi đổ không dưới 10 năm. Hồi xưa ông già vợ tôi cũng đổ tôi không. Còn đây tôi chơi á, mà hồi xưa tôi chơi á, nói thiệt bạn á, lúc nào tôi chơi chơi, chứ hồi xưa tôi về đây tôi chơi á, lúc mở Bến Tre này á, tôi đá một mình tôi đá cả xóm, tôi đá cả xã. Hỏi ra nói chơi trình độ như đâu, bạn như vậy là bạn quá dở luôn, tôi nói thiệt bạn luôn. Thằng em của tôi, thằng đệ tử tôi luôn á, nó có cái hay nó nói con gà vậy 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 là sư phụ rồi, đã thấy nó không ấy, rồi mày hay để anh chiêm nghiệm thử coi sao. Đệ tử tôi cũng phải học nó gì có nói, mà anh em mà chơi mà cứ chưa gì anh em ấy, tôi đâu có bài xích hay là vấn đề. Bây giờ tôi nói là anh em thích chơi dãy thì anh em theo con đường chơi dãy, đúng không? Tướng ta mặt mày cốt, tôi vẫn nói là gà đủ dãy tốt vẫn thua mà. Tôi vẫn nói gà linh vẫn thua mà, gà ăn lúa vẫn thua mà, tôi đâu có nói là ăn đâu. Nào giờ tôi có nói gà những gà đã ăn độ không, tôi nói nó tốt ha, hay thành công trong cái môn chơi của mình ha. Còn bạn hỏi tôi nói bạn ra thì bạn muốn chơi không dãy thì quyền của bạn, đúng không? Còn giờ anh em bạn bè tôi thích chơi dãy, tôi chia sẻ cho người ta chơi. Ở đây tôi chia sẻ cho những ở trong đó có những người coi là người ta bậc cha chú tôi, người ta hết, người ta chưa hiểu hết, nói trên qua điện thoại người ta cũng không rõ. Ủa bạn chơi bạn biết không? Cái môn gà này người ta chơi giấu á, tự giấu như cứt luôn á, thuốc men này nọ hả, rồi phương pháp nuôi này nọ, rồi cách thức độ, cách lựa gà người ta giấu. Không giấu sợ bạn hơn, còn tôi để tôi chơi chia sẻ. Mà này tôi được sự yêu cầu, hiểu không? Chứ không có phải là à, anh em tôi á, người ta nói bây giờ cưng biết thuốc men này nọ, thôi cưng lên cưng chỉ dẫn cho những anh em người ta không biết, người ta chăn nuôi khó khăn thôi, em làm ơn em giúp những con gà của người ta ha. Đó, mục đích của tôi là giúp những con gà của người ta, bạn hiểu vấn đề chưa? Đó, người ta chăn nuôi cho tốt thuận lợi không bệnh tật. Đó, có thể lướt qua được bệnh tật. Đó, sống. Đó, thấy không, gà tôi nè, chiều nè, đây đâu phải một bãi đâu, tôi ba bãi gà vậy. Chưa nói chị tôi đổi gia công cho tôi, hàng xóm tôi đổi gia công tôi, má vợ tôi đổi gia công cho tôi, đệ tử tôi đổi gia công cho tôi. Đó. Nói với bạn vậy, gà tôi trong đó mấy con gà tốt tôi nuôi giùm trong anh tôi á, bán hết rồi để tôi nuôi chơi, có một con gà tơ trong đó tôi ưng tôi để lại, tôi chưa có ấy. Anh em nói ra rồi bạn nói, tôi nói thiệt ở đây gà bạn có hỏi là gì vậy? Bổn, ai không đổ bổn mà hả? Vậy bạn like, ai không like? Con gà đó nãy của tôi, gà nọc nó, bạn nhìn rồi biết like gì rồi hả? Nhìn cái màu nó, cái độ like nó thôi là bạn biết nó like cái gì rồi, chứ đừng có nói. Nhiều khi bạn chưa gọi đúng tên nữa. Như con gà nọc ở trong đó của tôi á,
giờ bạn thử bạn bỏ thử coi 100 coi tôi bán cho bạn chưa. Mà nói ra người hãy con gà đó, con gà của tôi, gà lai đó, siêu Mỹ đó. Siêu gì Mỹ gì tôi biết ha. Mày muốn coi tới cặp cán nữa không? Ừ? Chân hàng chân đóng hai phụ địa một à ha. Vậy thôi, hậu bành 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 nè, à. Có nhiêu đó à. Ừ, mà đụng vô bú chà bú chà bú chà, tránh né bú chà bú chà đó. Chơi bạn đổ gà, tôi hỏi bạn nè, bạn đổ gà hả, bạn có lựa giấy sạch giấy đẹp không, tướng tá không, cốt cách không, những cái đó là gì, tự sách dở đi ra, cộng thêm kinh nghiệm chơi của ông bà ta. Tôi chỉ muốn lưu trữ những cái văn hóa, những cái nét truyền thống, phát huy nó lên cao thôi. Cái tôi chia sẻ ra, có những cái trong sách vở đâu có đâu bạn. Tôi mang bằng cái kinh nghiệm tôi chơi ra, tôi chơi nhiều con gà danh ở trên nó, tôi thấy nó có những cái đặc điểm đó, tôi chia sẻ lại cho anh em chơi, đúng không? Bạn chia sẻ những cái hay của bạn đi cho tôi học, tôi cảm ơn bạn luôn. Hôm nay lên clip vậy thì nói để anh em hiểu thôi. Đó thì anh em xem clip rồi bậc cha chú rồi mấy anh em bạn bè thì cái gì thông cảm cho con, khi mà con nói về cái clip như vậy đó, nó cũng không hay lắm. Nhưng mà cái bức xúc nhiều khi thì con đâu áp đặt ai đâu, phải không? Mình đâu áp đặt ai đâu. Hết chơi, đúng không? Cái kênh này mình thành đó là do anh em bạn bè mình yêu cầu mình mới làm. Ở đây thuốc tôi cũng kinh doanh nó vòng vòng nữa, bạn thấy thuốc mà tôi bán mà giờ tôi không thích là tôi không bán đâu. Đừng nói, tôi mang tôi chia sẻ tem nhãn rồi phương pháp pha, cách pha, liều lượng sao, vô như thế nào, thuốc điều trị như thế nào. Không như vậy gì tướng cách gà này nọ, thiếu gì kênh người ta chia sẻ, đúng không? Tôi cũng đâu chia sẻ giống người ta đâu, tôi chia sẻ những cái gì cốt lõi để chơi, tôi đúc kết được trong nhiều năm tôi chơi nha. Tôi chơi gà này tôi không có bán nhà ha. Tôi chơi gà này là tôi kiếm tiền về tôi nuôi vợ nuôi con tôi được, ok. Tôi không có chơi, tôi không có bán nhà, không có cầm cố ha. Tự tôi chơi giỏi không tôi biết ha. Anh em bạn bè của tôi biết, ok, chia sẻ vậy thôi. Xin chào tất cả anh em nha.